À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết của bạn tuổi tỵ Tháng 9 âm lịch năm 2020 Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau nhé xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi tỵ, bạn gặp được rất nhiều may mắn trong khoảng thời gian này, nhờ thế mà cả sự nghiệp và tình duyên đều có bước tiến đáng kể. Người tuổi tỵ có thể yên tâm bởi về cơ bản thì bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn trong tháng 9 âm lịch này. Cả sự nghiệp và tình cảm đều có bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi tỵ, do được nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, người tuổi tỵ tích cực và năng nổ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bạn không còn phụ thuộc vào bất cứ ai nữa mà tự lập tự chủ hoàn thành mọi công việc một mình. Rất có thể cấp trên sẽ hài lòng với sự thể hiện của bạn và cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân song bạn cần phải nhờ dù có đạt được thành công hay có được cấp trên ưu ái như thế nào bạn cũng chớ kiêu ngạo và tự phụ trên phương diện tài lộc bản mệnh làm ăn cơ bản là tốt các mối quan hệ rộng rãi sẽ đem lại cho bạn nhiều ích lợi cộng với thái độ làm việc cần cù chăm chỉ bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản tiền kha khá, khá. Tuy nhiên, kiểu hao cho thấy tháng này bạn vẫn cần phải chi tiêu cho những việc bất khả kháng, dù khoản tiền không quá lớn nhưng bạn vẫn cần phải chú ý. Tình cảm của bản mệnh tiến triển tốt trong tháng 9 này, nhiều tin vui báo về khiến bạn luôn ở trong trạng thái tinh thần hưng phấn. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng, bạn có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với yêu cầu của mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp đang ngày một xích lại gần nhau hơn. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tỵ âm lịch sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi tỵ có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này, một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua, lâm quan giúp con giáp giàu kinh nghiệm này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình vì vậy trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách thì bạn lại sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ sự năng nổ hoạt bát cũng giúp ích rất lớn trong việc mở rộng các mối quan hệ bạn nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể phát triển vững mạnh đồng thời cũng giúp mình cố thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi thiên vu các tinh là dấu hiệu tích cực trên con đường thăng quan tiến chức của bạn chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu bạn sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo tự tạo cơ hội để thăng tiến tuy nhiên có một điều đáng lưu ý là bạn cần phải giữ sự khiêm tốn biết lắng nghe ở trong bất kỳ tình huống nào ngay cả khi bạn đã đạt được thành công và vượt lên trên nhiều người khác đừng để sự kiêu ngạo hay bất cẩn của mình khiến mọi công sức từ trước đều đổ sông đổ bể hoặc khiến mình vô tình đắc tội với người khác không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng tốt nhất là ta nên hạn chế làm mất lòng người khác Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tỵ âm lịch tài lộc. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang lại nhiều may mắn cho người tuổi tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước ít nhiều nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái tin rằng với sự cần cù chăm chỉ của mình bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình người làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian này bạn luôn tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường không phụ thuộc vào bất cứ ai nếu kết hợp được cả hai mặt vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì bạn sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Có điều người tuổi này cũng cần phải chú ý đến tác động của tiểu hao đối với tình hình tài chính của mình. Tháng 9 này, có thể bạn sẽ phải tiêu pha nhiều cho những nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Vì thế, bạn tốt nhất nên mua những món đồ cần thiết, hạn chế chạy theo hứng thú nhất thời hoặc khoe khoang, thể hiện trước mặt người khác, khiến số tiền phải tiêu pha đã nhiều nay còn nhiều hơn. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tỵ âm lịch tình duyên. Người tuổi tỵ có nhiều tín hiệu tích cực trên con đường nhân duyên trong tháng này nhờ tác động của cục diện hỏa thổ tương sinh. Quan hệ giữa người với người tốt đẹp khiến bạn gặp được nhiều điều thuận lợi trong cả cuộc sống và tình cảm với những người còn độc thân bạn biết phát huy nét quyết rũ của mình nhờ thế mà bạn nhận được nhiều sự quan tâm để ý của người khác giới thời điểm này bạn có thể mở rộng các mối quan hệ của mình cho các đối tượng triển vọng cơ hội tìm hiểu rõ hơn về bản thân bản mệnh không nhất thiết phải vội vàng đến với ai mà hãy thông qua quá trình trò chuyện tiếp xúc để nhận định xem ai là người phù hợp nhất với mình tin rằng thái độ tích cực và thiện trí sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người ưng ý thôi với những người đã lập gia đình bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn hai người còn là hậu phương vững chắc của đối phương giúp nhau cùng vượt qua sóng gió và thử thách bạn luôn yêu mến mái nhà của mình vì vậy quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi luôn khiến bạn cảm thấy thực sự được thư giãn Mong là hai người sẽ tiếp tục duy trì được tình cảm tốt đẹp này không chỉ trong tháng 9 mà còn là ở tất cả các tháng về sau. Tử Vi tháng 9 năm 2020 tuổi Tỵ âm lịch sức khỏe. Tử Vi nhận thấy trên cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ đạt mức tốt trong suốt tháng này. Bạn cảm thấy tinh thần của mình luôn ở vào trạng thái hưng phấn, giúp bạn luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ nội dung công việc gì, cho dù công việc ấy có thách thức đến mấy. Tuy nhiên, dù công việc có đang tiến triển thuận lợi, bạn có đang kiếm được rất nhiều tiền đi chăng nữa, bạn cũng không nên làm việc bất chấp giờ giấc, không chịu nghỉ ngơi. Nếu làm việc quá vất vả, để sức khỏe chịu tổn hại thì bạn sẽ mất nhiều hơn là được đấy. Khi xuất hành đi xa, bạn nhớ chú ý an toàn giao thông, đừng nên để xảy ra những sự cố đáng tiếc, biến một tháng tràn ngập may mắn thành một khoảng thời gian bất chắc, khó khăn. Cẩm nang vượng vận 1 quý tỵ thủy nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết vượng vận đào hoa nên mở lòng với những người khác phái quý nhân dậu sửu tiểu nhân dần thân màu sắc may mắn đỏ đen hai ất tỵ hỏa nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết nhận được sự đánh giá cao của cấp trên hăng hái trong công việc quý nhân thân ngọ tiểu nhân hợi dần Màu sắc may mắn: nâu, xám. 3, đinh tị, thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết: chú ý vấn đề chi tiêu, không nên chi tiêu quá hào phóng. Quý nhân, mùi, dậu tiểu nhân, hợi, thân. Màu sắc may mắn: hồng, bạch kim. 4, kỳ tỵ, mộc nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết: người làm đầu tư kinh doanh phát huy phong độ, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Quý nhân, sửu thân, tiểu nhân, mão thìn. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, tím. Nam, tân tỵ, kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Quý nhân, ngọ mùi, tiểu nhân, tuất tý. Màu sắc may mắn: đỏ, cam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.